Thưa quý vị, sau khi đột ngột giảm mạnh vào cuối tuần trước, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đã có tín hiệu hồi phục trở lại, đưa mặt bằng giá tiêu trung bình về quanh mức 155.000 đồng một ký. Cụ thể, ở khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng 3.000 đồng một ký, đạt 155.000 đồng một ký. Giá tiêu tại Gia Lai tăng 3.000 đồng một ký, đạt 153.000 đồng một ký. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu tăng 3.000 đồng một ký, đạt 154.000 đồng một ký. Tương tự, giá tiêu tại Bình Phước tăng 3.000 đồng một ký, đạt 155.000 đồng một ký. Giá tiêu tại Đồng Nai tăng 4.000 đồng một ký, đạt 154.000 đồng một ký. Đáng chú ý, hiện lượng cung hàng ra thị trường mang tính chất nhỏ giọt. Tất cả các bên tham gia thị trường đều biết sản lượng năm nay ở mức thấp, trong khi nhu cầu hồi phục tốt khiến lượng hàng dự trữ còn rất ít. Do đó, người trồng tiêu và đại lý thu mua có xu hướng găm hàng để chờ giá lên cao hơn nữa. Đặc biệt, một số thương lái đã gom hàng và tạo ra tình trạng khan hiếm giả tạo ở một số khu vực nhằm đẩy giá tăng nhanh. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, trong thời gian ngắn hạn, giá tiêu có thể sẽ có những đợt điều chỉnh giảm, nhưng sẽ không quá sâu, khó có thể về mức giá thấp như trước đây và thị trường đã hình thành mặt bằng giá mới.